Rồi chào anh em nha, hôm nay mình làm clip mình nói chuyện chơi thì bên TikTok anh em có hỏi là gà hai lông đạp máy có được không, thì nó có hiện tượng gà hai lông mùa này là nó hầm hay sa mưa mùa nóng này nè, về hầm thì gà lông mà hay lâu á, nó sẽ hơi dễ khô và cũ, thì mưa hơi lạnh xuống là nó xì lông. Thì xì lông thì đạp máy có còn hay không được không à, thì nó có hai hiện tượng gà trống thay lông đạp máy được và không được nha, và gà máy cũng có hiện tượng là nó thay lông lúc đẻ được thì lúc không đẻ. Thì mình nói cho nó vui nha, con gà trống mà thay lông á đổ máy được là những như thế nào, là như con gà lông nó hơi cũ mà nó mọc lông dai, nó hai lông mà nó giãn nó ra từ từ nè, nó lông dai nó mà lông vẫn còn mới, nó hai lông dai rồi nó rụng lấy gai á, rụng lấy gai thì lúc đó đạp máy được. Đừng để con gà nó hai lông mà để nó rụng lông đuôi luôn, nó cũ quá nó rụng lông đuôi và lông mình nó đang mọc nhiều, nó đang mọc mà như giá vậy đó nhiều á, thì lông đuôi rụng và mọc lông đuôi nhiều và lông mình nó mọc quá trời thì lúc đó là gà không đạp máy được, nó không có cồ, tại vì con gà nó hay lông là nó hiện tượng nó sẽ thay đổi chất cơ thể nó bởi mình, nó nhiều cái thấy anh em thấy con gà anh em đang dạng đúng không, búng tay ve bình thường mà tự nhiên sao tự nhiên bắt nó lấy gần vừa lấy gần đến bắt là con gà nó la nó chạy, mà mình thấy mình rõ ràng là con gà nó rất là dạng, mấy bữa đầu thì nó la từ từ riết từ từ vài bữa từng từng nhận từng lãi sau gặp mình sừng lông gáy mà nó nhát kinh khủng nhát luôn đó, anh em chả hiểu à, con gà tự nhiên kỳ vậy đó, hiện tượng gà đang thay lông đang bẫy mình, nó thay đổi cơ thể của nó độc ngột của nó thay lông nó diêm mình đó nè đó, thì con gà trống lúc đó nó lúc mà lúc nó diêm mình vậy đó là nó không đập máy, tại vì chất dinh dưỡng nó đang nuôi lông thì lúc đó tinh trùng con gà nó cũng yếu nữa anh em, và nó không muốn đập máy, nó sung thiệt nhưng mà đạp á cái lông đuôi nó lông nhiều và lông lườn nó nhiều thì lúc mà đạp máy nó cọ cọ mà lông với nhau lông lông non nó cọ lông cộng mỗi một cọng lông của con gà lông non á là máu mà nó nuôi lông lên, mà bởi anh em đụng vô con gà nó dễ gót dễ đau nó la cứ bóp vô là gà la cọng lông, thì lúc đó là con gà nó không có gì đập máy nè, nó có đạp thì lúc mà nó đạp nó đưa xuống về một cái lông đuôi lông non đó nó trúng đi chổi lông đu đâu chổng trúng lên thì con gà nó cũng nhóm lên liền, nó đau nó không muốn đạp, thì lúc đó con gà mình nó không có nó đạp hay nó gì cắn gì mà nó không có đạp thì lúc đó con gà nó đâu có cồ đâu, nó đâu có tinh dịch thì nó cũng không có trứng, nó không có cồ, nhưng nó đạp những chừng nở lắm hai con ba con chứ như để 10 trứng mà nở chừng hai con, là các anh em đấu thừa để mua nợ nhưng mà không hiểu cái lúc mà con gà trống nó hai lông là cơ thể nó đang bị yếu xì cũng bao nhiêu cua anh em lục lục xác gì đó nhớ nha. Con gà mà hai lông mà đạp máy được là con gà đang hai lông dạng mà lông còn mới à, nó rụng lông dai thì lúc đó nó đang có nó vẫn đạp được, mà là thời gian từ từ là nó rụng lông nhiều là tự nhiên lúc đó là con gà đạp máy không được nha, bởi mùa này mà anh em cứ kiếm gà hai lông đổ máy đó thì anh em kiếm gà hai lông anh em mới câu chừng lại con gà trống mình nó hay lông như thế nào, lông nó mà nhiều như giá là đạp máy không được chắc quá, đẻ nó nở không có đều, tại sao trứng nó không có cồ, lúc đó cơ thể nó yếu nữa tại vì máu nó nuôi lông, lúc đó cơ thể con gà nó đâu có sung mạnh mẽ bình thường như con gà mà đương thời nè, với lại con gà mà em thấy lông nó cũ kỹ á, lúc nó lông sát sơ á đây bị đá, tại sao người ta đá bạc nó nhiều, tại vì con gà mà lông một khi nó cũ rồi đó thì cơ thể nó không có mạnh mẽ như con gà mà lông mới, đó là cơ thể nó bị đang khô để chuẩn bị nó rụng lông đó. Là cơ thể con gà nó thay đổi cho nên nếu nó tự nhiên cơ thể nó không có mạnh và lúc đó con gà anh em cầm nó sẽ khô, con gà nó khô thì con gà lúc nó bởi vì đem đi đá mà lông mà cũ quá là bị gà lông mới đá bạc liền, lấy cái mới mẻ về con gà lông cũ đó, nó không có trụ chân lâu được anh em không đó. Còn giờ anh em chỉ có vô thuốc anh em chơi anh em mới đi kiếm mấy con gà anh em đi bào với hôm nay cho lá bạc đó.
Thì đó là hai cái hiện tượng mà gà hai lông đạp máy được và đạp máy không được, đúng không? Anh em muốn coi đạp máy rồi, nếu nó ở xong gà ấp gì nó không nở, nở thì có hai con à trời, hai trứng ba trứng mà 10 trứng mấy trứng mà nở gì có hai con ba con à, có khi nó ăn con nữa đó. Cái anh em đổ thừa đủ chuyện, bởi lúc con gà mái mình ấp á 5 ngày là anh em lấy sâu trứng đi, mà nó 5 ngày là những cái người nào mà chưa biết gọi nhìn chưa thấy nhìn rõ thì 5 ngày là câu được, câu được 5 ngày tới 7 ngày là anh em câu rõ hết. Còn mới như 3 ngày thì nó mới cái tượng hình có một cục lớn vậy nè, nhiều người câu chưa được. Bởi lúc đó lúc cái từ cái lúc mà nó mà nở gì đó, nó ấp gì đó tới nó nở đó, thì mình phải sâu trứng đó, là mình kiểm tra trứng nào nó có cầu và không có cầu. Và trời mùa này nó nóng nắng, nó nóng quá nó hầm thì trứng đảm bảo này nó dễ bị xét lắm. Cho dù anh em ấp máy và gà máy ấp, nó nở khi nào đều lắm. Mình để con gà máy mình nó ấp mà tự nhiên mà 7 trứng mà nó nở được có 4 con, 3 trứng thôi bị xác. Ý mà gà máy nó khô nó đứng lên hoài liên tục luôn đó, mà nó chịu không nổi. Nó, anh em ấp máy giờ trong cái máy ấp cũng vậy, nó nở cũng không đều nữa nè. Với trời nóng quá nè, con gà trống nó đạp máy nó ít có cộ lắm. Trời nóng hầm quá ít có cộ lắm nè. Cơ thể con gà nó mệt tới hốc á, nó mắc nước. Thì cơ thể con gà lúc đó mình nói lập máy nó cũng ít có nào mà có trứng nó đều luôn. Bởi anh em nuôi gà, anh em phải nuôi con gà mà anh phải nhìn con gà từ lúc nuôi từ nhỏ tới lúc lớn, rồi anh em ôm, anh em nuôi tắm rửa, anh em ôm đi lên cửa luôn đó. Anh em mới hiểu được con gà nó đập máy từ lúc nó đập máy thì lúc nó cấp trứng nó nở ra, rồi con gà vậy nó cực khổ như thế nào, vậy mình phải quan sát như thế nào. Mình nuôi gà phải để ý từ từ ly từ tí vậy đó. Anh em mới hiểu, bởi vì nói cái môn này là không có ai mà chỉ được nhiều đâu, nghĩa là cái môn này tự mình học, ngày dạy ngày, đúng không? Phải là ngày tự mình dạy không, tự mình học từ từ lên, và mình phải để ý, mình phải biết để ý nên con gà nó biểu hiện nó như thế nào, mình phải quan sát đủ cái chuyện hết trơn đó. Chứ anh em hỏi, cái anh em hỏi hoài nhưng mà họ cũng không biết đường trả lời. Nên nhiều anh em vô bình luận hỏi nắp trên mà hỏi nó vấn đề nó không có vô cái vấn đề mà trung tâm, mà anh em cứ hỏi vấn đề mà nó quá gì mà anh em nhìn anh em cũng biết nữa, mà anh em cứ hỏi hoài luôn. Bởi mấy cái mình đâu có trả lời đâu anh em, trả lời hết nổi quá trời nhiều, mà cái lặt vặt mà anh em cứ hỏi hoài thì mình trả lời, đúng không? Thì những cái clip nào mình làm ra, mình làm rất là nhiều clip, anh em cứ theo dõi clip và anh em cứ câu heo, anh em học theo làm nha. Thì clip đó, lúc những cái clip đó là anh em coi anh em sẽ hiểu làm như thế nào anh phải nhớ đó. Cái hiểu biểu hiện của những cái con gà trống, như cái con gà trống mà nó như nó già quá trứng đẹp thì người ta cũng bán cho mình, thì mình cũng mua về thì đạp máy nó cũng không có nở anh em, nó không có cồ, nó già quá, nó yếu rồi, nó đạp máy cũng hết siêu quách rồi đó, hết hạn sử dụng rồi, nói chung là máy hết hạn sử dụng rồi. Thì cái con gà mái mùa này hai lông nữa nè, thì mùa này hai lông mà nếu mà nó hai lông anh em sẽ để ý những cái hiện tượng gà trống nó đá gà mái. Tại sao nó đá gà mái? Tại vì cái con gà mái nó hai lông đó, nó ghim mình, con gà trống mà nó đập mái này thấy khủng khiếp, nó bay lên thấy hai cái giò nó bốn nó dài, nó làm mạnh lắm. Thì con gà mái nó mọc lông trên vai, là con gà mái nó yếu nhất cái con gà trống, từ con gà trống đến gà mái. Bởi anh em thấy gà trống mà nó mọc lông quê trên vai là người ta không có đá đó, thì con gà mái nó học viên mình mà anh em tính đi, ngoài trắng bay lên cái đó. Và con gà mái nó hay lông, ít có khi nào nó chịu đẻ lắm. Tại sao? Tại vì nó dưỡng chất, nó nuôi lông, nó không có dưỡng chất nuôi trứng anh em, nó tập trung vào cái diện mà nuôi lông. Bởi vì con gà mà hay lông, con gà mái nó không chịu trống, nó không có đẻ, cái nhất không đẻ và không chịu trống. Và cái nữa là nếu anh em nuôi nhốt á, hiện tượng mà con gà mái hay lông dễ bị gà trống đá lắm. Tại vì con gà mái mà nó hay lông nó chạy, thì con gà trống mà nó dựa khe nó đạp được là nó tức, mình đảm bảo này nó đá gà mái. Lúc mà nó đá mà máy lúc đang đi ghim mình đã hai lông nữa, thì con gà mái xung quải, và khi nó lũ vô gà trống nó đá dập trứng đó, bởi mình con gà mái nữa, tại vì lông đang ra chưa hiện tượng là bởi mình đó, nó ghim mình đó. Cũng như anh em đi tập thể dục, đi tập tạ gì đó, đi ví dụ đi anh không bởi mình là bị gì là nhức mình mẩy đó, nói chung là nó vậy đó, chứ là bởi mình đó ghim cơ đó đó. Bởi mấy cái hiện tượng như mùa này là mình coi, anh em coi kỹ là những cái con gà từ gà trống tới gà mái. Mình coi như thế nào để lúc mà con gà trống nó đạp máy được, và gà máy nó đạp máy được nè, siêu trống nè, rồi con gà trống đạp máy được, thì lúc đó mình kiểm tra trứng nó sẽ ok hơn.
Với mùa này gà mái ấp ấy, mình nói anh em nó dễ bị sát đó. Chứ anh em đừng có thắc mắc giờ tại sao ấp bị vậy. Nó hầm, trời thời tiết nó hầm nóng quá. Anh em ngâm nước là phải 11 ngày đi mình ngâm đi. 11 ngày mình ngâm. Thì cỡ tới ngày 15, 16 mình ngâm cái nữa. Đó, thì nó chắc, nó chưa chắc cú là nở đều với anh em. Nhớ nha, chưa chắc cú là nở đều với đó. Bây giờ trời này, thời tiết nóng này nè, con gà mái nó ấp cực lắm. Nó đứng lên nó xả nhiệt liên tục luôn. Rồi nhiều anh em không biết thấy nhà máy nó đứng lên vậy, anh em không biết gì trên, anh em cứ đè gà máy xuống này là một thứ nhất là cái gà máy mà nó nằm nó ấp á, nó đẩy trứng ra, cái mình không biết mình cứ đẩy vô lại hoài à. Lúc là con gà máy nó ấp cái trứng là mà nóng quá đó, tự động con gà máy nó lùa trứng ra ngoài cái chỗ nó nằm. Cái anh em nhìn nó biết, anh em tưởng gà máy ấp không ấp trứng không hết. Đó không phải. Con gà mái tự nó lùi trứng ra, nó lùi trứng ra để nó ấp lại, xong cái trứng nó nóng quá nó xả nhiệt nó lùi ra nó đảo vô. Con gà mái nó khôn lắm anh em. Đó. Thì mình nói anh em nuôi con gà mái mà từ lúc con gà mái từ nhỏ tới lớn mà nó đẻ ra trứng mà nó ấp. Rồi anh em nuôi cái con gà con từ nhỏ mà tới lúc mà nó cỡ 8 9 tháng là một cái quá trình mình nói anh em nó phức tạp, nó mệt lắm. Anh em nuôi gà phải biết nhìn từ cái con gà con, đổ từ gà con rồi anh em nhìn đi anh em nuôi coi nó cực không, biết liền, nó thiệt. Chỉ cần con gà con nó đứng mà nó hay rút cái cổ thôi là anh em thấy rầu rồi, đúng không? Tới lúc nó lớn rồi chê khen đủ thứ chuyện chứ. Bà nuôi con gà đâu phải lúc nào anh em cũng dễ ăn anh em. Ấp nó còn xác trứng nhóc ở trên nó còn hộp nở nữa kìa. Đó, rồi nở được mấy con rồi nuôi tới lớn rồi nó chằn ngay chằn vuột lắm. Bởi nó anh em nào có nuôi gà đi anh em mới biết cực. Rồi không biết không có nuôi gà cái anh em cứ tưởng nuôi gà nó đơn giản rồi nó dễ lắm, sự phải cũng như công sức anh em nuôi đi ấp đi, nó nở gà có nhận từng lãi cho anh em, nó quẹo ngang trên nguyên bầy luôn rồi anh em cười hoài vậy đó, buồn lắm chứ bây giờ đâu anh em, tức lắm á. Rồi bây nó dễ ăn đâu anh em, nuôi gà nó chụp chịch xíu là cái con gà nó hao liền, nó hột liền à. Đó, nó phải cái chuyện mà nuôi gà anh em nghĩ rồi, nuôi gà nó dễ ăn, nó đơn giản như mình nghĩ chữ bãi nè. Rồi anh em hỏi mình thì hỏi cái gì quên ta. Anh em hỏi là cái dãy di đóng chân trái và chân phải. Đúng rồi, cái này cũng hay. Anh em cái chủ đề là quan tâm là cái dãy di con gà phải đóng bên chân trái hay chân phải. Đối với mình là chân nào nó cũng ok hết nha. Chứ anh em nuôi gà mà anh em đầu dãy tốt á, mình nói anh em nhiều lắm anh em. Đó mình nói là cái nhất là phải bốn ban. Chứ đừng có nghĩ là chân đẹp, chỉ đẹp là con gà nó dữ. Nó sự không phải. Nó bốn ban nữa nha anh em, bốn ban đi đầu. Mới tới như vậy bốn ban tốt, gà tướng tá mặt mạng gà tốt, mới tới cặp cán tốt. À, nó mới hậu tụ lại lên con gà. Chỉ có con gà mà bỏng bốn ban mà nó dãy di thôi. Dãy đẹp không luôn mà nó thiệt. Dãy phủ địa bất cứ dãy gì đó chân nào cũng được nhiều, rất là nhiều luôn mà gà nó không có tốt. Bởi nhiều người có thói quen mà đi ra chợ hay vô vườn nó lựa dãy mua cái chân dãy, tại vì có trong sách mà trong sách nó mơ hồ lắm, họ cứ viết cái vẽ rồi cái dãy đó là con gà nó đá như vậy thiết chắc. Bởi cũng có nhiều người coi trong sách ra lên ngồi nói chia sẻ thì nó thêm dặm mú mắm muối vô thêm. Thì bởi vậy anh em sẽ bị đánh một tâm lý vô là con gà dãy đó là đảm bảo con gà nó phải hay, nó phải giàu xuất sắc. Đó là nó không phải. Nhất là bổn ban, nhì mới là tới cái, nói chung là cái cán này em coi cuối cùng đi. Chứ đừng có chủ quan quá về cái dãy di mà nhiều người nuôi lên chia sẻ mơ hồ mà nó hiện không có đâu. Phải bổn ban rồi phơm dán tướng con gà rồi nước nuôi nữa. Đó, nó mới hậu tụ lên một con gà của anh em là cái dãy di nó tốt. Còn đóng chân trái chân phải gì nó không có quan trọng, tại vì anh em cái quan điểm của anh em là con gà chân trái thuận hơn chân phải. Anh em thường đá cựa mà chấp một cây cựa đó, anh em thường chấp bên chân trái, chồng bên chân trái, chấp chân ít khi là ai mà chấp mà chồng bên chân phải đó, đúng không? Còn mà chân trái nhiều khi buông ra nó đá không có cựa rồi đó, cái lỗ thừa cái này mà chồng chân phải là lụm rồi. Tại nó chưa coi thực tế những cái trận mà con gà đá đổ cựa hai chân. Mình coi cái trận gà tre của bạn mình đá với cái thằng, nói chung bạn mà đá sau nhà mình nè, đá từ 5 giờ mấy mà tới 6 giờ rưỡi tối luôn,
mà lấy điện thoại mình dội đèn. Mà anh em tính thì tới tháng 10 nó tối hù, nó mau tối, anh em phải tháng này đi rồi sáu mấy nó cũng sáng. Nhưng mà tháng 10 nó mau tối lắm, 5:30-6 giờ là nó tối hù, mà nó đá tới 6:30 cái đèn pin nó điện thoại á, dội cho nó đá, dội cho nó đá. Thì nó đá, mình nói anh em con gà bự hơn là gần 200 gram, gà tre, cái nó chấp cây cựa, hai chấp cây cựa. Hiện bạn mình nó cũng chơi, mà thằng bên kia nó trồng bên chân trái. Hai con gà đá quá trời lâu luôn, mà nó hồng với chân trái nữa. Nó đá 10 chân, 9 con cái à. Cái mình thôi xả cựa xù đi, đá tối quá, tối không ăn thua. Tại vì thằng nào cũng chỉ hút nhỏ mà, cái qua là mời đem đá, nó xả cựa đi, cái qua mời đem lại nó cũng tiếp. Nó đã phải ăn thua nó mới chịu. Nó đổi cái chân phải, nó đá có 5 phút mà nó đá cựa như cái máy xới gì đó. Chân trái thì nó đá một tiếng hồ, tiếng máy không ăn, mà chân phải chồng cựa chân bên chân phải nó đá 5 phút và lụm liền. Chưa 5 phút là nó có kết quả lẹ lắm. Bởi nói anh em coi những cái vụ như vậy đó, em sẽ hiểu. Ừ, anh em thắc mắc, ừ, con gà nó chân phải chân trái như thế nào. Và nhiều con gà anh em bự ký, anh em đá thì cũng vậy. Nhiều con gà bự nó chấp cây cựa, đâu phải nó ăn đâu anh em. Có con nó đá cựa cũng dữ lắm, tại chồng đúng chân thận nó đi nó đá cựa dữ lắm. Còn có con chồng không đúng chân thận, nó đá không có cây cựa đó chứ, bị người ta đá không à, đúng không? Đó, bởi vì nói anh em nghe, con gà nó đóng cái chân dãy tốt hay dãy gì đó, nó đóng bên chân nào cũng cậy, nó cũng là cũng đóng những cái chân nó gập cái nó đẹp thì nó sẽ đẹp. Chứ đừng có thắc mắc, ừ, bên đóng bên chân phải, bên chân trái. Có nhiều người nó phán con gà như mới mua về cái nó hay, ừ, đóng như cái xiên đao ngay cửa đi, à, đóng bên chân phải, cái gặp mấy thằng bà xạo lại ôm gà lên, con gà này không tốt. Cán này nó dãy này phải đóng bên chân trái, con gà mới giữ mới hận, con gà mới hay. Như cụ nó không giờ mà tướng tá mặt mày gà người ta như thế nào, trên đóng dãy nào không được. Con gà đóng dãy xấu nó cũng rất là ok luôn. Mình kể bữa hả mình đi đá gà mà thua con gà mà đá chạy dạt đó, con gà nó chân nó xấu quắc anh em, chân nó hột mà nó chân con gà nó xấu lắm, chân nó không đẹp, nhưng mà cái tướng và cặp mắt của nó rất là dữ nè. Con gà mình đá nạp cái gây mà hả ra đá nó hai chân hụt là con gà mình biết, mình đã mình làm mình thấy biết rồi đó, tới rồi đó công chuyện. Cái đá nó sẹt, đá nó né nó chạy, nó vừa sẹt thì nó né chạy qua không, mà nó nhìn gà mình, nhìn con gà mình đá cái nữa nó chạy qua bên đây, nó xoay cái mặt qua nó nhìn gà mình đá đúng ba chân không trúng, nó chân thứ tư nó bay nó kẹt từ trên xuống gà mình thấy cái bệnh. Mà con gà đó chân hột đó, chân dãy xấu đó, ai cũng theo bên mình chứ không theo bên nó, tại vì chân nói chung nó đá bạc mình nha, mà ai cũng theo mình nhiều, tay ra chân con gà nó xấu, tay căng đó, chân nó xấu, nhưng mà vô cửa nó không có xấu nè. Bên nói anh em đá gà đừng bao giờ nhìn cái kiểu mà mơ hồ vậy, con gà nó cũng vậy, nó phải hội tụ những cái khác, cũng như là cặp cái nó xấu, như cặp cái nó xấu đi, nhưng mà nó đóng như là tám bóng đen hay là chân điểm gì đó, đó hai cửa đen đó, hay là cửa chỉ địa hay là cửa chỉ thiên, cửa sừng châu đó, thì nó đóng những cái loại cửa đó và cửa của cải nữa, mà chảy nó xấu nhưng mà tướng tá mặt mày nó tốt thì con gà nó vẫn tốt. Chứ anh em hãy cứ chỉ cái mơ hồ mà lên, mà ngồi nhiều người mà lên đi mà chỉ dạy dãy di mà nói nghiêm mắm muối nhiều quá đó, thì mình sẽ bị đánh cái tâm lý. Con gà đóng cái dãy đó là phải hay, nó phải giỏi, nhưng mà anh em phải nhìn con gà này dãy xấu cái ra đem xấu quá luôn, nhưng mà phải nhìn lại tổng quát con gà mình là cái như thế nào, tướng tá từ tướng tá mặt mày mới tới cái dãy đó, đúng không? Chứ đâu phải như anh em nghĩ, ờ con gà nó đóng cái dãy đó là con gà nó hay, rồi đóng cái dãy đó là con gà nó dở. Nó dở trong con mắt của người mua, nhưng mà nó hay trong mắt của thằng đổ. Cái thằng đổ gà ra nó biết con gà đó ở gốc gác như nào, dãy gì nó cũng không nhầm cho anh em. Nhưng mà mua gà phải lựa dãy gì, đúng không? Đó. Thì bởi vì nó anh em con gà xấu á để ta chơi thường ta đã ăn. Mà con gà dãy đẹp ta bán thường nó thua. Nó ngộ đời vậy đó. Tại vì con gà dãy đẹp mình nói chung dãy nó đẹp đi, nhưng mà cái tướng nó không bằng gà dãy xấu. À, nó ngộ vậy đó. Con gà là phải có một cái tướng phải sang, tướng sang, tướng làm quen đó, thì con gà nó mới tốt. Cũng như con gà bây giờ nó cái con gà nhỏ ký á, gà nào đi nhỏ ký đi, nhỏ ký thì nó gà liền á, thì nó hay. Mà con gà lớn ký á, cao nó mới hay. Con gà lớn ký mà nó lùn liền á thì con gà nó không hay.
mà con gà nhỏ ký mà vậy mà vậy gì nó xấu đi nữa cũng được, đi tốt xấu cũng được, nhưng mà cái tướng phải liền gà thì con gà nó hay. Mà con gà càng bự ký 3 ký mấy chứ lên, mà con gà nó phải cao, con gà nó mới hay đó. Anh em coi gà, anh em coi coi những cái dạng gà mình phải phân như vậy đó, chứ đừng có câu con gà ừ, gà lùng quá gà liền nó hay hơn, nó kín hơn thì không phải nè, tùy theo cái form con gà, cái tướng con gà mình đem cho mình đá người ta. Đây cái tướng con gà nó dày trên là nó dày, cũng như con gà bự ký đi nó dày rồi sao đá nè, mà hai con gà nhỏ ký với nhau thì nó chỉ là trên lệch xíu vậy, cái form nó cũng giữ, nó cũng dày trên lệch xíu thôi, nhưng mà gà lớn ký nó mới dày nè, nó khác hết trơn, nó không có giống vậy, hiểu không? Bây giờ nuôi gà mà anh em cứ đừng có phân biệt cái gì mà nhiều quá, anh em phải hiểu gì con gà hết đi, rồi anh em sẽ phân tích con gà thì từ từ, nó hay dở là tùy theo con gà nữa, và cái bổn ban nữa, và cái hàng nuôi con gà nữa. Con gà hay mới có hàng chủ giỏi đúng không? Đó chứ có đâu phải anh em mấy con gà nào nó hay gì là nó mà nuôi sao cũng hay, thì không phải nè. Cũng như cái chuyện mà anh em nuôi gà mà anh em nói là cho không có gà sổ, anh em cứ nuôi gà mà không có sổ gà, anh em cứ cho chạy chuồng rồi chạy bội là tập bay rồi anh em tập bố xua, nhưng mà không có sổ thì con gà cũng như không có, không được gì, không được gì. Mình nói thiệt, anh em phải con gà là phải sổ, nuôi con gà anh em phải sổ, nhưng mà đừng có sổ nhiều quá, sổ nó vừa con gà thôi, anh em biết không, sổ vừa thôi chứ không phải cần sổ nhiều quá, sổ mà vừa thôi, một tuần anh em sổ một lần, sổ một lần hai lần cũng được, nhưng mà sổ vừa thôi đừng có sổ nhiều, nó mới gian ngôn võ luyện con gà. Bởi vì con gà nào mà nó thấy tướng đẹp dạy từ xa trên bắt vô cái sổ đợt đầu nó dở trời, trời ơi con gà nó dở, gà nhỏ lớn nó chưa sổ rồi, nó không có lạo gà, nó ngu gà, nó không biết hay. Nhưng mà anh em nuôi những con gà đó đi, anh em sổ từ 4-5 vạt cho lên, tự nhiên con gà anh em sẽ thấy nó hay ra liền. Còn con gà nó dở, anh em sổ 4-5 vạt là coi như con gà nó dở luôn. Đầu tiên nó hay lắm, mà nuôi từ từ sổ, càng lúc nó càng tệ, con gà đó chết quá. Bấy nhiều người mà nuôi con gà mà thấy nó đẹp, nó bắt vô sổ dở, mà nó rồi bán rẻ anh em mua đi. Tôi nói thiệt, anh em thấy nó tốt, bổn ban tốt mà nó là sổ dở, anh em mua đi, không có làm đâu. Anh em đem về anh em sổ từ từ, nuôi từ từ, sổ từ từ, đem 4-5 vạt xe đảm bảo con gà nó hay. Nó có bổn ban gốc rồi, tại vì con gà như nhỏ lớn nhốt chuồng, mới thằng mới lớn lớn như nè, có chừng 5-6 tháng cái nhốt con chuồng chuồng nuôi tới lớn tới 9-10 tháng cái bắt ra nó sổ nè, thì con gà nó biết nó lộn đâu đó, anh em thấy không, nó biết nó lộn thì anh em mua đi, nó bán rẻ anh em mua, mình nó hiểu có làm đâu, anh em cứ nuôi về đi, anh em sổ 4-5 dạo nữa, chừng 2-3 dạo phải không, thấy con gà nó hay phải không, 4-5 dạo là thấy con gà rồi, nó hay gọi liền. Gia ngôn vô luyện con gà phải sổ bình thường nó mới lào, chứ không phải là con gà anh em cứ tập luyện cho cố xác vô anh em đi đá, nó không có quen anh em. Nó tập luyện là riêng nhưng mà nó phải thực chiến, con gà phải sổ xẹt, con gà nó mới biết, nó mới lào con gà từ từ. Chứ anh em cứ hỏi là rồi con gà không có gà sổ, cứ nuôi cho nó chạy này nhỏ luôn kia, nó lúc mà đem đá nó đá không được, nó ngộ vậy đó, tại vì nó sổ con gà nó mới lào con gà. Cái quan điểm của anh em là cứ tập vợt cho giữ vô rồi anh em đi đá là anh em chết quá, phải sổ mới được, nuôi gà phải sổ nha, không sổ là chết quá á.